từ Ukraine đến Hồng Kông và hành động của chúng ta. Tôi nghĩ đến Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã đưa, chiều và tối ngày 11 tháng 7 năm 2019, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và gia đình đã dự lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng ngày 11 tháng 7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ngày 12 tháng 7, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gia đình tiếp tục dự lễ dâng hương trang trọng cũng tại nghĩa trang này. Cùng ngày 12 tháng 7 năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Một diễn tiến khác, hầu như vắng tin trên báo chí nhưng lại như một luồng sóng ngầm cuồn cuộn trong sự đặc biệt chú ý của dư luận, đó là tin bão Sa. Cơn bão hình thành và tan trên Biển Đông thuộc khu vực đặc quyền 200 hải lý của Việt Nam. Tóm tắt như sau. Trung Quốc cho tàu thăm dò dầu khí Hải Dương Địa chất 8 vào hoạt động tại Tây Bãi Ngầm Tu Chính thuộc khu DK1 nằm trên thềm lục địa Việt Nam mà Bắc Kinh gọi là Bãi Vạn An. Việt Nam đã phái nhiều tàu cảnh sát biển tới hiện trường ngăn cản. Phía Trung Quốc cũng đưa nhiều tàu hải cảnh tới đối đầu với các tàu Việt Nam. Các tàu hai bên đều trang bị pháo và súng máy, không khí rất căng thẳng. Mặc dù vậy, chính quyền hai nước vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Nhiều nguồn tin cho biết, 6 tàu cảnh sát biển được trang bị nhiều vũ khí, trong đó 2 tàu Trung Quốc và 4 tàu Việt Nam đã gườm gườm nhau vòng quanh bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa từ tuần trước. Vào hôm 11, khoảng 10 con tàu đã được báo cáo nằm trong khu vực xung quanh. Tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 được hộ tống bởi tàu hải cảnh vũ trang 12.000 tấn, tàu hải cảnh 2.200 tấn số 37111 và một máy bay trực thăng. Khi đội tàu này tiến gần bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, cuộc đối đầu giữa họ với 4 tàu Việt Nam đã diễn ra. Nhiều nhận định cho rằng vụ đối đầu này có thể làm bùng phát đụng độ lớn nhất trên Biển Đông trong vòng 5 năm trở lại đây và có thể kích động làn sóng chống Trung Quốc chưa từng thấy ở Việt Nam kể từ vụ giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014. Sự việc này diễn ra bất chấp một cam kết vào tháng 5 giữa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam về sự giải quyết các bất đồng trên biển bằng hòa bình. Theo tờ Đông Phương, tàu 37111 được trang bị pháo hạm, còn tàu 3901 có lượng giãn nước 12.000 tấn được trang bị pháo bắn nhanh 76 ly và súng máy cũng đã xuất hiện tại đây. Tàu công vụ Việt Nam thấy có cả chiếc KN-472 được trang bị pháo. Còn trang Độc Lập Đa Chiều thì cho biết phía Việt Nam có các tàu KN-472, KN-468 Đá Nam, 612883 và Nam Yết 207008. Trong đó KN-472 có hệ thống pháo. Cũng theo trang Đông Dương, năm 1992, công ty năng lượng Trung Mỹ đã thuê khảo sát địa chất Trung Quốc đến khu vực này tác nghiệp, nhưng bị tàu vũ trang Việt Nam cản phá nên phải rút đi. Nhưng hợp đồng này đến nay vẫn có hiệu lực. Sau đó trong các năm 2007-2011, hai nước này tiếp tục có va chạm tại vùng biển xung quanh bãi cạn này. Bãi Tư Chính là một cụm rạn san hô ở phía nam Biển Đông, khu vực giàu có tài nguyên về dầu khí. Việt Nam tuyên bố bãi Tư Chính nằm trên thềm lục địa phía Nam thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, không thuộc quần đảo Trường Sa. Bác bỏ sự gán ghép bãi này vào quần đảo Trường Sa và tuyên bố nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Trên bãi ngầm này, Việt Nam đã lắp đặt các cấu trúc thép có tên là nhà giàn DK1 và giao cho tiểu đoàn DK1 trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân kiểm soát. Trung Quốc thì coi bãi này thuộc Nam Sa, cách tên mà họ gọi Trường Sa để đòi quyền sở hữu. Theo Cục Điều tra Địa chất Trung Quốc, thì tàu Hải Dương Địa chất 8 được hạ thủy tháng 2 năm 2017 là con tàu khảo sát 3D 6 cáp
chính xác đầu tiên trên thế giới. Lượng giãn nước 6.785 tấn, tốc độ lớn nhất là 15 hải lý giờ, khả năng tự cấp 45 ngày, có thể hành trình 16.000 hải lý. 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 7 năm 2019, hội thao té nước kết thúc, cơn bão tan. Tư Chính trở lại bình an với các nhà giàn và các chiến sĩ hải quân, như những chiếc lán coi nương của đồng bào vùng cao. Thực ra, những tin vừa điểm trên, phương thức không có gì mới trong truyền thông chính thống của Việt Nam, vẫn như xưa nay vậy thôi. Cái gì cần nói và lúc nào nên nói? Khi có bạn bức xúc, tại sao Bộ Chính trị hèn nhát không thông báo cho dân? Đã có bạn trả lời, khi Bộ Chính trị thông báo thì cùng theo đó là lệnh tổng động viên của Chủ tịch nước. Tuy có bức xúc như vậy, nhưng không thấy kêu gọi biểu tình như thông lệ. Đó là tín hiệu đáng mừng. Hoặc là do ý thức của cư dân mạng tốt hơn, hoặc là những thành phần cầm đầu đã tự thay đổi hoặc buộc phải thay đổi. Nhân những sự kiện trên, WinWin Việt Nam xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một bài viết khá thú vị từ nguồn Tôi yêu quân đội nhân dân Việt Nam. Bài viết có tựa đề Từ Ukraine đến Hồng Kông và hành động của chúng ta, tôi nghĩ đến Việt Nam. Giới trẻ Ukraine và Hồng Kông có quan điểm khá giống nhau, thân phương Tây. Giới trẻ ở phía Tây Ukraine đã từng quật mộ các chiến sĩ Hồng quân đập tượng Lenin, hắt nước và tạt axit lỏng vào những người cựu binh già Ukraine. Nhân ngày Ukraine được giải phóng khỏi phát xít, họ đã phá những phần mộ ở nghĩa trang quốc gia, họ tẩy mọi thứ liên quan đến cuộc chiến vĩ đại của những người cộng sản thế kỷ trước. Những người trẻ tuổi này nghĩ rằng không cần Hồng quân, họ có thể được phe đồng minh giải phóng. Họ cho rằng lịch sử Ukraine là một chuỗi những sai lầm nối tiếp những sai lầm. Giới trẻ Đài Loan quên rằng hai người có ảnh hưởng nhất Đài Loan, có công tạo dựng Đài Loan là Tôn Trung Sơn và Tưởng Giới Thạch đều là người đại lục. Thậm chí có người còn chưa từng bước sang Đài Loan. Giới trẻ Hồng Kông có quan điểm rõ ràng, họ được Anh khai hóa và họ xứng đáng trở thành thành viên của khối Liên Hiệp Anh. Tất cả của Hồng Kông thuộc về nữ hoàng Anh, một bạn trẻ trong biểu tình trả lời phỏng vấn BBC. Mình nhớ đến cuộc biểu tình tháng 6 năm 2018 chống luật đặc khu, một bộ phận giới trẻ Việt Nam bày cờ Mỹ, cờ Anh, cờ Úc và nêu cao khẩu hiệu chống tàu cộng, thậm chí trở thành chống cộng sản và bán nước cho tàu. Giới marketing chắc hẳn hiểu điều này. Đi tham gia event phải có logo của nhà tài trợ. Sao dân xứ mình lạ lùng thế nhỉ? Đi biểu tình chống Trung Quốc thì đốt cờ Singapore, cờ Đài Loan, đập luôn cả công ty Nhật, công ty Hàn, công ty Mỹ. Biểu tình chống luật đặc khu lại không ở đặc khu. Biểu tình tưởng nhớ 1979 thì lại ở bờ hồ. Luật an ninh mạng lại đi cosplay Wonder Woman và Spider-Man. Biểu tình kiểu gì mà đập luôn cả sở cứu hỏa, rồi mấy ngày sau lại gọi cứu hỏa. Dân trí thế này thì đấu tranh gì được? Một số bạn trẻ Việt Nam đã có tư tưởng xét lại lịch sử. Họ nói rằng Sài Gòn những năm 60 giàu có lắm, Sài Gòn đẹp lắm. Nhưng họ quên rằng ngoài 4 km vuông nội thành Sài Gòn bấy giờ, người dân miền Nam đã cực khổ như thế nào. Họ quên rằng ngoài Sài Gòn, miền Nam còn có Bến Tre, Cà Mau, Tây Ninh, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ. Họ sống cho riêng mình, chứ không sống cho những người khác. Họ nói rằng Sài Gòn không cần giải phóng, nhưng Việt Nam thì lại cần giải phóng. Chính Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ từng nói, Việt Nam thống nhất là điều cần phải làm, phe các anh em miền Bắc đã làm được. Điều đó phải là một niềm vui, Việt Nam có mất cho Tây cho Tàu đâu mà cần phục quốc. Họ nói rằng hàng triệu thanh niên Nam Bắc đã chết vì tư tưởng độc lập tự do là sai lầm. Nhưng họ sẽ không bao giờ hiểu được người Triều Tiên đã và sẽ không bao giờ được trở thành một khối thống nhất. Mới đây, hình ảnh Tổng thống Trump bước sang Triều Tiên mà không hề có mặt chính quyền Hàn Quốc. Nhiều bình luận trên Post cho rằng
Không hiểu chính quyền Hàn Quốc đi đâu mà để cho tổng thống của một quốc gia ở bên thứ ba đi lại tự do và quyết định vận mệnh đất nước của họ như vậy. Hay đúng hơn, họ không có quyền quyết định cho số phận dân tộc mình. Trong phim Đại dịch cúm của Hàn Quốc, tướng Mỹ có quyền điều phi cơ, máy bay, tên lửa trên đất Hàn Quốc. Tướng Mỹ có thể huy động phương tiện quân sự để giết chính người dân Hàn Quốc. Thái Lan đã mất 40% lãnh thổ để đổi lại hòa bình và họ cũng đã có hơn 60 năm phát triển. Nhưng giờ thì họ đang bị mắc kẹt và đang bị Việt Nam hà hơi thổi đèn sau đít. Nhiều người Việt nói rằng người Thái chế biến bún phở mắm khô Việt Nam đi xuất khẩu và chỉ trích điều đó. Họ cho rằng Việt Nam quá chậm chân. Nhưng lại không biết rằng chính người Việt đã khơi ra cuộc chiến tranh đồ khô thương mại. Chính doanh nghiệp Việt đã biến lẩu Thái thành món ăn bình dân. Người Việt đã đóng lẩu Thái, bát Thái, tom yum thành món khô đóng gói cách đây cả chục năm, được xuất khẩu đi rất nhiều nước rồi và người Thái rất cay cú về điều này. Những gói mì lẩu Thái, tom yum, hủ tiếu Nam Vang, bát Thái đã có mặt trên kệ tạp hóa Việt Nam gần 15 năm nay rồi. Nhiều bạn trẻ quên rằng Việt Nam là bài học cho hầu hết các quốc gia Trung Đông, châu Phi, thậm chí cả Israel và Palestine đều đưa tấm gương Việt Nam trở thành bài học giữ đất nước và tổ quốc. Cách đây không lâu, người Việt trầm trồ thán phục khi các giáo sư Nhật Bản ngửi mùi nước sông Tô Lịch trong một thí nghiệm nhằm bán máy lọc nước sông Tô Lịch cho Việt Nam. Nhưng họ có thể chửi ngay những giáo sư lịch sử Việt Nam ngửi mùi đất khi khảo cổ ở thành Nhà Hồ là làm màu. Một trong những câu trích dẫn thú vị nhất trong bộ phim Về nhà đi con đó là: "Tao ghét nhất mấy thằng đi Tây rồi về dở giọng kỳ thị dân tộc." Bài học Ukraine, Hồng Kông đang còn đó, người Việt sẽ định vị như thế nào? Có thể chúng ta sẽ không thấy được viễn cảnh Việt Nam hóa rồng, hoặc Việt Nam cũng có thể ngủ yên mãi mãi như câu đùa vui. Việt Nam là một con rồng đang ngủ yên. Nếu chúng ta gọi nó dậy, nó sẽ chửi đờ mở rồi ngủ tiếp. Người Việt nhỏ bé trước cuộc đời bao nhiêu thì người Việt nhỏ bé trước vũ đài thế giới như vậy. 90 triệu giấc mơ nhỏ sẽ làm nên một giấc mơ lớn. Chúng ta chọn ngủ yên hay thức dậy? Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.